phố cho vui, toàn bộ người dân lập tức được sơ tán. Để lực lượng cảm tử xông vào làm nhiệm vụ của mình, mọi người được lấy vũ khí tùy chọn, ai cũng lấy những món là sở trường của mình. Harley Quinn thì chỉ thích cây búa và một cái gậy bóng chảy. Amanda ra lệnh nhiệm vụ là cứu một người trên đó. Nếu không được giảm án, nhưng nhiệm vụ này khác từ vụ phát đời. Này shop của người nhà mình nha mấy bạn. Dạ. Đây nè, nó giỡn nè. Mẹ về. Hàng chi nghi nghi thấy. Mẹ về. Ủa gì đồ ăn chưa tới nữa. Còn lâu lắm. Mày còn về luôn mày. Còn nó tới ăn sushi với lại cha đi. Ăn sushi rồi nữa. Này bao nhiêu đồng đôi ta? Đừng có do quay, đừng có đứng vô màn hình. Ủa cả quý giết đâu rồi ta? Amanda lập tức rút súng bắn chết hết thư ký. Bởi giải cứu nhiều người sẽ làm giảm khả năng thành công. Nhóm tội phạm nhìn thấy bà ta thì tất nhiên là muốn giết lắm. Nhưng tiếc rằng bà ta lại cầm có điều khiển trong tay nên chẳng làm gì được. Cả nhóm lên nóc nhà để về trực thăng. Nhưng đáng tiếc rằng máy bay này thực ra đã bị giác cơ cướp mất. Anh điên cuồng xả súng xuống cho đỡ vui. Thật